Anh em có nhu cầu mua nick Liên Quân Free Fire, mở hòm kim cương Free Fire, thử vận may siêu hot chỉ có tại shopyogame.com, shop nick chính thức của Yogame. Rồi. Hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Ok anh em ơi. Hôm nay mình sẽ cầm cái con Linh Đít thám tử tư này để mình đi gọi là thám thính tem bạn anh em ạ. Đi điều tra rừng tem bạn nha. Ok. Thì bây giờ bước đầu tiên thì chúng ta phải đi sang rừng tiêm bạn để điều tra xem nó có chờ ai không nha. Rồi hàng về, ui rồi ui không thấy ai cả, vào đây em ơi. Từ từ thôi đi ra đi, bùa đây để cho tớ ăn cho. Trời ơi các bạn không phải chồn chồn, bùa là của mình em xin nhá, ngon thế cướp được con bùa rồi. Thì ok, ui núp ganh ganh luôn anh em ạ, có bùa đỏ mà. Ý, mình sẽ núp ở đây xem là thằng cứt nát kia nó có dụ được phò gen tì dô đem địch không nhá. Rồi từ từ ấy ông gì núp luôn ở đây ạ. Được nghĩ à, ngoái mày luôn, đoán luôn, giết luôn. Ui trời ơi sai rồi anh em ơi, sao mà bắn nó không mất máu vậy. Rồi em đi về. Thôi sorry cứt nát nha, cứt nát chết mất rồi. Ê, bạn ơi, bạn định làm trò đồi bại gì đấy? Quánh bỏ mẹ bạn bây giờ. Nó khắm, nó khú anh em ơi. Úi giời, bây giờ chặt luôn này. Đấy, tao là thám tử. Trời ơi, tao là thám tử đây. Ý vừa thì bị cái thằng phỉ gió kia nó cướp mất bùa. Chứ mày. Đấy. Cái gì đấy? Yên mát đi. Cái này à? Thằng lờ này, mày được. Được lắm con sâu này. Nhà láo ạ, kệ mẹ mày à, được thì nữa gọi là thám tử sẽ quậy cho bạn, cho bạn nhớ đời luôn. Có tờ phát thám tử bô bô cái mồm ạ, vãi cái đấy. Đúng rồi, thám tử bình thường nó phải kín đáo rồi anh em, thám tử này tao thám tử đây nó mới gắt, xem phim giết nhiễm ạ. Gắt ngay em ạ, hàng về rồi, nói nhỏ thôi chúng nó nghe thấy em ơi. Trời ơi từ thôi, ý đánh nhau ơi, đánh nhau ơi, thằng về rồi mày đi đâu. Ui trời ơi, thế mà nó vẫn ăn được em ạ, cày thế. Ý rồi thôi lại vào đi farm tiếp nha, rồi bị không cãi ép được cái mạng vừa rồi cũng chán anh em ạ. Gì đấy, thốn tử lang, what the hell man. Các bạn cấm nó đọc ngược lại đâu nhá, chết thật. Đọc ngược lại nó sẽ ra thám tử à mà thôi. Bố kỷ. Đây rồi, hàng về nó bơi. Cái con Yana này nó lại còn chọc thêm vào nữa. Chị ơi, chạy mất rồi nha bạn. Trời ơi. Thì ok, chạp tiếp. Tao điều tra, tao đang điều tra. Đấy, tao đang điều tra anh em ạ. Chả biết là điều tra cái con khỉ mẹ gì nhưng mà vẫn là tao đang điều tra thôi. Thám tử thì phải đi điều tra chứ anh em nhỉ. Rồi, thì ok. Rồi vừa qua thì anh em comment cái ý tưởng là chat tao là châu điên cầm châu full dam. Ý tưởng nó khá là rất là hay, nhưng mà khổ nỗi là mình chat nó không được hiện anh em ạ. Cày thế, ui hàng về. Rồi, giết. Mày chạy đâu có sao lại chết mẹ. Im luôn. Rồi, úi ơi. Rồi, mày chạy ui sao mà không có đam vậy? Chết. Thôi xong rồi rồi. Sai rồi anh ơi tài em anh ơi. Mất cả cái liềm, mất luôn cả mạng rồi, bố kì. Trời ơi. Tao chẳng cần điều tra cũng biết bọn nó. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Không cần điều tra biết bọn nó ở đâu luôn à. Chẳng đấy, hack map ra. Ok. Thì cái ý tưởng của anh em chat thì mình vào mang vào chat nhưng mà nó không hiện được anh ạ. Nó bảo là chỉ cần có mặt bạn thắng thua không quan trọng. Ý giời nó cay. Cái câu chat gọi là rõ hay đâu anh em ạ. Như là bất mình thể heo. Đổi chủ đề thôi. Đấy, tao mới điều tra được một điều bí mật. Ghê vậy Jenna. Kinh vậy Jenna theo bạn ghê đấy. Im để tao điều tra. Gì đây? Click nát level 4 biết bay ạ. Vâng là bạn Yana bên kia bạn ý điều tra được một điều gọi là tuyệt mật anh em ạ. Bí mật luôn, ghê chưa? Kinh chưa? Trời ơi, khoái không? Khoái đi like liền anh em, rồi lại được một mạng rồi. Chạy đi đâu sâu? Chết cái mày.
Ui, nó đẩy tớ ra rồi. Mày thế không chết. Bye bye. Lêu. Ngu người. Định giết tao ấy. Chết đấy. Nó lại gắt ngay. Trời ơi. Ok, thì anh em thấy video hay thì quên để lại cho mình xin một like nha. À, comment xuống dưới. Ui, hàng về. Ôi, chết người. Đây rồi. Trời ơi, đáng kêu gọi like. Thì anh em hãy like nhiệt tình để mình giết người nè. Úi giời, ít máu rồi. Lùi lại. Giết. Chết người. Anh em đâu? Dạo dễ chi. Úi giời ơi, hàng về. Ui, mày chạy đi đâu con sâu này? Chết đi mày. Mày à bới. Mày đánh ngay hả? Thôi chặn nó lại đi để mình chạy. Bố ghẻ bây giờ mà đứng lại bọn nó đánh mình đấy. Đam bây giờ vẫn chưa to lắm đâu anh em ơi. Úi giời. Lại có hàng rồi anh em ơi. Mày à bới. Chết đi mày. Chết. Rồi thôi, giết được một mạng này em đi về đây. Bố ghẻ. Úi dạ. Nó về anh em ơi, lại xanh rồi, thám tử hôm nay lại xanh rồi. Cái gì đây? Con đĩ thám tử, ơi về. Bạn cả liều bạn Yana bên kia khá là vui tính anh em ơi. Đi chắc tổng gặp những bạn như này nó mới khoái anh em ơi. Nó về, định ăn bùa tao hả mày? Lựa đấy. Cái gì đây? Thám hạ nội ra mày. Úi dồi ôi, gì mà căng đi mấy bên này. Trời ơi, chết đi mày. Ui, hàng về. Trời ơi, đi đâu? Chết luôn. Đáng đâu mà mạng lại cứ đập vào mồm mình thôi. Không muốn ăn ở đâu, mình chỉ đi điều tra thôi mà. Ngũ người em ạ. Mày chết đi mày. Ui, ăn mạng ngon thế. Được ai? Trời ơi, chạy mất hết rồi. Bố kỳ. Lá thì cái trận này đi cũng gặp mà hai tem hai bên đều vui tính em ạ. Thế nó mới phê, nó mới khoái. Chết đi. Ui, không cái hết được. Rồi. Trời ơi, nó xanh quá rồi anh em ơi. Rồi, đây rồi. Giết. Hãy chạy được rồi, em bạn chạy nhanh ghê. Ui, thôi em đi về đây. Đừng giết em anh ơi. Em mỏng manh yếu đuối dễ vỡ. Thôi. Bỏ đi mà làm người. Ít máu rồi nó đánh cho đấy. Rồi mình sẽ ăn con rồng này anh em ơi. Rồng hôm nay nó sẽ lại tiếp tục xào tỏi thôi. Cho nó nhanh, cho nó thơm. Ra nó định sơm muối con rồng của mình đấy. Nó định sơm muối con rồng của mình đấy. Yeah. Chết đi. Đi LMM thám tử ăn cước không. Căng ơi. Cái gì đây? Cái quát đời heo men. Trời ơi. Rồi được. Thám tử sẽ đi dình mò tem địch để gọi là hấp diêm. Đây rồi, không về. Ủa rồi anh em đâu? Anh chào vậy chi, nhưng mà để cho mình ăn chứ. Trời ơi. Hàng anh em ơi. Giết. Mày chạy đi đâu sao lại chết đi mày. Mạng của tớ không phải của bạn đâu. Định cái hết à? Làm gì? Trời ơi, đây rồi. Lấy luôn. Trận này nó lại phê anh em ơi. Trời ơi. Gì đâu mà căng. Đây rồi. Từ. Anh em cứ từ từ thôi. Ý à. Ui vãi cho mình hủy diệt thế. Đánh thế ra cái mặt chơi. Để cho thám tử còn thể hiện chứ. Không cho thám tử gì cả. Mình điều tra. À đúng rồi anh em ơi. Mình thám tử vừa điều tra được một điều nhá. Là khối ông xem đến lúc này tận đây bây giờ chưa like đâu nhá. Like đi. Cảm ơn mấy người rất là nhiều. Đây rồi. Hàng vé. Ôi trời ơi. Không ăn được em ạ. Anh em đâu? Dạo dễ chi mày chết ơi. Mày chạy à mày. Làm gì? Ủi mày bắn đầu thế. Gì vậy? Thám tử kéo phán toàn cái ác. Phải cả xoài. Thế mới gọi là thám tử. Thế mới phê. Rồi. Từ thôi anh em. Làm gì mà vội vàng thế. Đâu rồi? Ủi dồi. Nó phê mà nó rẻ. Trời ơi. Từ thôi anh em cứ từ thôi. Đi đâu mà vội mà vàng. Mà có phải đá mà quăng phải dây. Để cho mình gọi là gánh cái tem này anh em ơi. Mà thôi chẳng cần gánh nữa. Tem mình nó xanh vắt cả nồi ra rồi. Vũ người ạ. Rồi bây giờ tham bá rồi, bá cháy rồi. Bây giờ gặp đứa nào là giết đứa đấy luôn anh em ạ. Thế cho nó máu. Nhỉ. Đúng rồi, từ thôi. Chỉ mà căng thế bố kỳ. Rồi rồi. Ui dồi ôi. Chết tỉnh chứ. Ui hết cả người thôi anh em ơi. Ui dồi ui từ đi đâu mà vội mà vàng. Chết đi mày. Ngon ngay anh em ơi. Ui dồi. Ăn cứ rồi. Chết mẹ thiệt chứ.
Nó bắn thế thì ai chơi? Con bài lên bắt đầu thấm rồi đấy anh em ạ. Chết tôi rồi. Cố lên anh em ơi. Mày dám giết thám tử à? Láo thật. Mày dám giết thám tử? Bọn này láo thật anh em ạ. Cái gì đây? Thốn tử làm. Ui dồi ôi, bị chẻo mũi mày cho. Im đi. Láo chết thà mày bây giờ gắt đấy. Ra đây tao bắn cho mày tung đít nha. Ngu người. Trời ơi. Rồi. Hàng về anh em ơi. Cái gì đây?